biến nữa nào. Ui giời ơi, thích quá đi. Thôi thế. Ôi mẹ ơi, mình đi nào. Trời ơi, ai yêu nhau cũng khùng vậy hả? Cậu nhìn đi, hoa đẹp như cậu vậy. Vinh ơi, Vinh, cẩn thận, tránh ra. Mày mà tránh được. Sáng hôm sau, sao vẫn chưa thấy cậu ấy ra nhỉ? Vinh ơi, Vinh, cuối cùng cậu cũng ổn rồi. Cậu là ai? Làm gì vậy? Khoan đã, cậu giận tớ à? Tớ không có ý đâu. Bỏ ra, tránh xa tôi ra, tôi biến thái. Ok, Vinh, Vinh ơi. Không biết đâu. Vinh ơi, sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Không biết đâu. Anh Tú, anh Tú ơi. Trời ạ, anh có sao không? Không biết đâu. Ta về thôi nào. Kỳ Chinh, thôi anh đừng buồn. Một thời gian sau, Chinh, cậu định làm cái gì vậy hả? Sao lại là cậu? Quà của cậu tặng tớ ngày sinh nhật, cậu quên rồi à? Ôi trời, đúng là người khùng. Vậy thì tớ phải dùng chiêu cuối mới được. Đứng lại đã. Cậu bảo cậu thích mùi này của tớ nhất, cậu nhớ không? Ôi. Cậu nói thích mùi này của tớ mà. Cái tên điên khùng này, thích bà đám à? Hôm nay ta phải cho ngươi một bài học mới được. Vừa đi. Thôi anh ơi, kệ hắn đi. Vinh, nhưng mà Chinh chưa nhận ra anh mà. Anh lo lắm. Anh yên tâm, có cái này cãi làm sao được. Vậy được. Ô, Chinh ra rồi kìa. Tặng em này.
Trinh à, em đồng ý làm vợ anh nhé. Không được, không được, tránh ra. Anh muốn làm gì vậy? Trinh là người yêu của tôi. Các cậu đang làm cái gì vậy? Vệ sĩ đâu? Mau đưa họ ra khỏi tầm mắt của tôi mau. Bỏ ra, bỏ tôi ra. Một thời gian sau. Hoan hô, chúc mừng đôi bạn trẻ nha. Chúng ta có bị phát hiện không nhỉ? Trinh, làm vợ anh nhé. Em... dừng lại. Trinh, làm vợ của tôi mới đúng. Mọi người mau nhìn đi. Đúng rồi, nhìn cho mọi người. Đúng là hình ảnh của anh ta và cô dâu kìa. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vệ sĩ, mau kéo hai tên lừa đảo này ra ngoài. Trinh, anh Tú đây mà. Là anh đây, anh không hề lừa em đâu. Trinh, chị đúng là người phản bội. Trinh, tránh ra. Cẩn thận. Lúc này, trong đầu Trinh chợt hiện về toàn bộ ký ức ngày hôm đó. Cái ngày định mệnh, vì giúp Trinh tránh quả bóng mà Tú đã vô tình khiến Trinh bị mất trí nhớ. Rồi à. Trinh, đồng ý lấy anh nhé. Em đồng ý. Chúc mừng đôi bạn trẻ. Chúc mừng cả hai đã tìm lại được nhau nha. Cảm ơn mọi người. Ôi, cô vào rồi kìa. Điểm kỳ này của lớp mình rất thấp. Các em toàn sai những câu rất dễ. Dám không nghe tôi nói à? Buồn cười thế. Tiếp. Thôi xong rồi. Em lại đổi sổ rồi. Từ bây giờ nghiêm chỉnh cho tôi. Biết chưa? Em lên ngồi cạnh hạnh đi. Hả? Sao cơ ạ? À? Thôi, cứ thế nhé. Cô ơi, nhưng mà... khó chịu thế nhỉ? Phần này hay thế. Vệ sinh ạ. Đây rồi. Này, cô giáo bảo tôi với cậu chiều đi học nhóm cùng nhau đấy. Này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy? Cậu làm cái gì vậy hả? Tôi xin lỗi. Mình. Làm sao bây giờ? À, có gì khó đâu, chỉ cần tẩy đi là xong. Đừng có động vào. Trả tớ đây, để tớ sửa cho. Rách bây giờ. Hai đứa có vẻ thân thiết rồi đấy. Cậu mà dám cho tôi leo cây thì cậu chết chắc.
Thời gian cứ thế trôi qua, Hạnh đi đi lại lại, càng lúc càng mất bình tĩnh. Cô hết đứng lại ngồi, chờ hoài mà vẫn không thấy Hiệp đâu. Đúng là cái đồ lười biếng. Đâu mất rồi? Meo. 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 Bé ngoan, ăn nhiều vào nhé. Đây là ai đấy? Ồ, Hạnh à. Cho tôi leo cây cả buổi chiều để đi hẹn hò với mèo à. Xin lỗi, mấy hôm nay nó bị bệnh, ăn ít quá, nên là tôi định ra thăm nó một chút ấy mà. Hộp pate này. Nhìn hộp pate, Hạnh liền nhớ lại mỗi lần đến thăm và cho bé mèo ăn thì đều luôn thấy một hộp pate của ai khác đã để trước ở đó rồi. Của ai vậy nhỉ? Cào anh à. Xem ra cậu ta cũng có điểm tốt giống mình đi chứ nhỉ. Giờ nó ăn xong, bọn mình đưa nó đi khám nhé. Gì vậy nhỉ? Xem cái Hạnh kia, vừa ngoan ngoãn lại học giỏi, còn nhìn lại bảng điểm của con đi. Tranh với chẳng ảnh, học hành thì không lo học, suốt ngày vẽ vời. Vứt hết đi cho bố. Còn sao bố chẳng bao giờ chịu hiểu con mình chứ? Là cháu. Cháu được cô giáo phân công học và giúp đỡ Hiệp nên bác cứ yên tâm ạ. Kìa. Dạ, con sẽ cố gắng hơn ạ. Con hứa sẽ không để việc vẽ tranh ảnh hưởng đến việc học đâu ạ. Đúng đấy ạ. Thôi được. Yeah, yeah. Quái lạ, chúng nó thân nhau từ bao giờ vậy nhỉ? Cậu phải làm như thế này chứ. Vậy ui dạ. Học đi, suốt ngày ngủ gật. Đúng rồi, cứ làm tương tự như thế. Đấy, làm đi. Cậu ấy ngủ gật rồi sao? Mình có ý này. Ngày hôm sau. Ôi, nhìn này, thông báo triển khai cuộc thi vẽ tranh thành phố. Thời của chúng ta đến rồi. Yeah. Chúng tôi xin tuyên bố giải nhất đó chính là... làm ơn đi mà. Giải nhất thuộc về bạn Đoàn Hữu Chi. Chúc mừng em. Thôi, cậu đừng buồn, rồi sẽ được thôi. Cố gắng vào lần sau nha. Cảm ơn cậu. Kính thưa quý vị, sau đây tôi xin được tuyên bố giải thưởng lớn nhất của cuộc thi. Hả? Giải thưởng thuộc về bạn Nguyễn Duy Hiệp. À, tên tôi kìa. Tôi làm được rồi Hạnh ơi. Chúc mừng cậu nhiều nhé. Xin chúc mừng em. Yeah, yeah. Vài năm sau. Lúc này, trong phòng khách nhà Hiệp được treo rất nhiều bằng khen giải thưởng từ các cuộc thi mỹ thuật lớn bé trên khắp cả nước. Ngoài ra, còn có rất nhiều các bức tranh đã đoạt giải cũng được trưng bày trong phòng. Hiệp và Hạnh ngồi cạnh nhau cười nói vui vẻ. Họ cùng nhau lật từng trang của cuốn album ảnh. Ơ, đây là... đây chẳng phải là bức tranh bị rách rồi đó sao? Không ngờ cậu ấy vẫn còn giữ nó. Chúng mình xem tiếp đi.
em à. Sao lại là cậu? Cô dâu xinh lắm phải không anh? Đây, cô dâu chính hiệu của anh đây. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc bên nhau nha. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Chúng ta về nhà thôi nào. Khoan đã, khoan đã. Hai anh chị cưới rồi thì bây giờ phải tung hoa lên để cho em với anh Tú còn có người yêu nữa chứ. Đúng, 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 đúng. Thế mọi người lùi lại đi, để chị ném nhé. Chị ném này. Kìa, kìa, bắt lấy. Mọi người ơi, em bắt được rồi này. Chúc mừng nha, sắp thoát ế rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Hay da. Sắp thắng rồi. Này hai đứa, ngày hôm nay phòng trọ của chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới. Quỳnh, vào đi em. Em chào mọi người ạ. Ôi, là con gái sao? Chào em nhé. Hôm nay em mới chuyển đến, có gì mọi người giúp đỡ ạ? Quỳnh xinh gái ghê. Đúng không? Đúng không? Này, này, làm gì mà nước miếng chảy tùm lum thế kia? Ghê quá, chưa gì đã thế rồi. Ổn, ổn rồi. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Tú. Biệt danh của anh là Tú đẹp trai. Rất vui được làm quen với em. Liêm sĩ của anh ở đâu? Sắp rơi mất rồi kìa. Sắp rơi mất rồi kìa. Em cứ liệu hồn đấy. Nghe đây, nghe đây. Xóm trọ mình đang thi đua văn hóa, nên là cái việc dọn vệ sinh mọi người chung tay nhau làm nha. Bây giờ anh chị đi hưởng tuần trăng mật, mấy đứa ở nhà ngoan nha. Vâng, anh chị cứ yên tâm ở bọn em ạ. Anh chị đi nhé. Anh chị đi vui vẻ nha. Cái kho này để hoang lâu lắm rồi đây. Bụi bẩn quá. Bụi thật sự ấy. Cái phòng này nhỏ lắm, một người dọn thôi. Quân, dọn đi em. Em không làm đâu. Anh phải chia công bằng chứ. Bốc thăm đi. Thích chơi mây rủi chứ gì. Được, anh thích. Yeah. Không phải em rồi. Lạy cụ, lạy cụ. Không phải anh. Không phải anh thì. Em vừa mới chuyển đến. Mệt ơi là mệt. Giá như có ai làm hộ em thì tốt biết mấy. Anh có nghe thấy gì không? Đây là cơ hội để chúng ta thể hiện đấy. Nghe cũng có lý nhờ. Để anh. Bây giờ tình hình là như thế này nha. Em là con gái, sao phải dọn? Để anh. Anh dọn cho em nha. Thật à? Em cảm ơn anh Tú. Không sao, em cứ về đi. Có anh đây rồi. Anh Tú, em nghe nói cái nhà này lắm ma lắm đó. Chú cứ vớ vẩn, thần hồn nát thần tính. Trên đời này làm gì có ma? Trên đời này làm gì có ma? Vậy anh ở lại, em té trước đây. Ôi kìa. Tự nhiên rùng mình thế nhỉ. Mà không biết có ma thật không nhỉ. Thôi kệ đi, làm việc trước đã. Phải tranh thủ rời khỏi đây mới được. Tú. Gì? Gì vậy? Xin chào.
mau tỉnh lại đi. Anh Tú, anh Tú ơi, anh Tú. Anh Tú tỉnh lại rồi kìa. Anh trai tỉnh lại rồi á? Em không ngờ anh lại nhát gan đến thế đây. Ai bảo là anh nhát gan? Chẳng qua là hôm qua anh bị mất ngủ, nay buồn ngủ thì anh ngủ thôi. Anh thì ghê rồi. À, mà có việc cho chúng ta đây này. Thông bồn cầu nha. Cái gì cơ? Có phải mày lại làm tắt bồn cầu không hả Quân? Ờ, lần này không phải là em. Anh cũng không đi vệ sinh từ qua đến giờ. Chẳng nhẽ. Thôi, để em làm. Ờ, à, đúng rồi. Để Quỳnh đi thông bồn cầu đi. Quỳnh đi thông đi. Giờ mà có ai thông hộ mình thì người đó chắc hẳn là tuyệt vời lắm nhỉ. Ai lại để con gái đi làm việc đó bao giờ? Để anh, anh làm cho nhé. Ôi dồi ôi, thúi thế. Anh Tú, anh có làm được không ạ? À, anh làm được. Mấy việc này đơn giản á mà. Anh là một người vừa đẹp trai vừa ga lăng thì cái gì mà anh chẳng làm được. Em vừa hỏi mọi người ở trong dãy trọi là cái này anh phải dùng tay thì mới thông được đấy ạ. À, cái gì cơ? Dùng tay á? Vâng, bằng tay ạ. À, thôi để em làm vậy. Thôi 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 thôi, em cứ ra ngoài đi để anh làm cho nhé. Ui giời ơi là giời. A few moments later. Ui giời, tắm kỹ thế rồi mà vẫn cảm giác có mùi. Ngốc thật đấy. Anh Tú nhà em á, dễ bị lừa lắm. Chị thấy kế hoạch của em có ok không? Quá ok chứ. May mà em nghĩ ra cách này, không là chị với em phải dọn vệ sinh thật mất. Hóa ra mọi chuyện là như thế sao? Thì ra hai người là hai người lừa anh à. Quỳnh, từ nay anh với em không còn quan hệ gì hết. Đừng có hòng mà nhờ được việc anh. Còn em, đi nấu cơm mau. Anh với cha em. Anh Tú, nghe em giải thích đã. Ây, đèn thế cơ chứ. Đây rồi. Tên kia, đứng lại. Muốn chạy sao? Hãy xem chị này ra tay đây. Ui da, à, cái mông tôi. Con nhỏ đó đâu rồi? Hả? Dám giật túi của ta á? Trả lại ngay đây. Không trả. Có trả đây không chị bảo? Trả ngay cho ba. Còn lâu nhé. Chuyện gì thế? Bỏ tay ra. Cô không sao chứ? Sao sao cái con khỉ ấy? Nhờ phúc của anh mà tôi mất túi rồi kìa. Ê bà cô, tôi vừa mới cứu cô một mạng đấy. Không cảm ơn được một câu thì thôi. Lại còn... Ai còn nhà anh cứu chứ? Hạm thế không biết. Ơ, à, cô. Mình vào vấn đề luôn anh nha. Con gái, xuống đây bố bảo. Mấy giờ rồi mà nó còn chưa đến thế này? Chào chú à, bố gọi con. Con ngồi xuống đi. Con chào bố, chú à. Ờ, anh. Cô. Sao? Ờ, hai đứa biết nhau à? Anh Hiếu. Ôi dồi, vậy thì tốt quá. Cưới, cưới luôn đi. Ông nói quá đúng, triển thôi. Quay, cưới ai? Ai cưới hả bố? Câu hỏi vừa dứt thì hai ông bố như vớ được vàng, liền đứng dậy kể về sự tích mối nhân duyên này. Cả hai thì nhau khua tay múa chân để kể cho Tú và Quỳnh nghe. Hey, mệt thật. Cái gì? Kết hôn á? Không đời nào. Ờ, hai cái đứa này
Dám cãi bố à? Sao bố lại định đoạt chuyện hôn nhân của con? Con sẽ cưới người con yêu. Đúng vậy, bố và chú đừng đem chuyện hạnh phúc của bọn con ra để thương thảo chuyện làm ăn nữa. Hai đứa chắc chưa? Chắc à? Hỏi lần nữa là đã chắc chưa? Vậy thì hai đứa tự lực cánh sinh nha. Không mà. Thôi, mình lên nhà đi anh. Bố, con đồng ý mà. Bố, bỏ tay ra nào. Đã bảo là bỏ ra cơ mà. Bố yêu ơi, con chịu mà, con đồng ý. Con đồng ý bố ơi. Hợp đồng hôn nhân. Ký đi. Bản hợp đồng hôn nhân này có hiệu lực là 2 tháng. Hợp tác vui vẻ. Chẳng mấy khi nhà mình mới có dịp ra ngoài chơi cùng nhau. Các con khởi động cho kỹ rồi chạy theo hai bố nhé. Dạ. Nhìn cũng ra gì đấy chứ nhờ. Không đến nỗi tệ. Anh. Ủa, người ta có nào nói đấy thôi mà. À. Này, đợi tôi với. Ê, đằng sau cái gì kìa? Ôi da. Mũi của tôi. Ê, mệt quá đi mơ. Này, vào việc đi ông. Ờ, à, được rồi. Thôi, bố với bác ra kia ngồi uống trà đá nha. Hai đứa ngồi nói chuyện tâm sự đi nha. Ok bố. Hai đứa cứ tự nhiên đi. Ok, cô ấy đi đâu vậy nhỉ? Cho anh này, uống đi cho đỡ khát. Ờ, này đổi gió à? Cảm ơn nha. Mở đấy mà hút nha. Đúng là cái đồ đáng ghét. Chỉ cần vài viên thuốc sổ này là đủ. Lần này anh chết với tôi. Cảm ơn nha. Bụng của mình. À, đau quá. Sao tự nhiên lại đau bụng thế này cơ chứ? Anh làm sao thế? Đau bụng mà. À, không chịu được nữa rồi. A few moments later. Sao mãi không thấy anh ta quay lại nhỉ? Đi tìm xem thế nào. Tôi đau. Đau bụng quá. Anh làm sao thế này? Đau. Có ai không? Có ai không? Giúp tôi với. Tu, anh mau tỉnh lại đi. Chói quá. Đầu đầu quá. Mà đây là đâu? Hử? Cô. Cô ấy đang ngủ sao? Nghịch ngợm thật đấy. Không. Mình bị cái gì vậy? Sao mày lại cười hả Tú? Mình bị điên rồi. Nhưng mà nhìn kỹ, Quỳnh cũng dễ thương mà. Này, này, đằng sau kìa. Vậy mình diễn chút cho hai bố vừa lòng. Tốt quá rồi. Mình về thôi. Gì vậy? Cô thật là dám lợi dụng tôi à? Đồ ăn chuẩn bị tới rồi đây. Sao lại không nhấc lên được thế này? Xin một tí. Cơ hội trả thù đây rồi. Này thì dám bày trò với tôi này. Mồm cô dính gì kìa?
có gì cơ? Để tôi lau cho. Cảm ơn. À, không có gì. Đúng là đồ con gà. Ủa, sao chú ấy nhìn mình cười vậy nhỉ? Thật tức quá đi mất. Này, đợi tôi với. Tôi xin lỗi. Anh đừng có đi theo tôi nữa. Em nhìn xem, áo anh cũng ướt hết rồi này. Tránh ra. Ơ kìa, quên. Đúng lúc này, mây đen đột nhiên kéo đến, kèm theo đó là sấm chớp đùng đoàn, khiến cho Quỳnh vội vàng ôm đầu ngồi thụp xuống. Em sao vậy? Em sợ à? Đáng sợ quá. Mình vào kia tránh mưa tạm đi đã. Mưa to quá. Một thời gian sau, cuối cùng thì cũng có ngày này rồi. Quỳnh, hãy cùng anh xé tờ hợp đồng này đi nhé. Yeah! Quỳnh ơi, chúng ta thuộc về nhau rồi. Bọn con cảm ơn hai bố rất nhiều ạ. Vậy từ giờ tôi có con rể rồi nha.